xoay tròn, tuyệt hồn nhiên trong gió cánh hoa thơm tươi, như là thấm thoát thân ai bên người, nay mai xa rồi. Những cánh hoa mục cho đi tìm, mà tình đầu cho thấy tháng năm đã qua, chỉ là giấc thắm lưu bút tình mình, sẽ mãi lùng. Và hỏi rất là nhiều luôn, thì Linh Hà cũng xin phép hỏi bác sĩ Nguyễn Thị Sơn, đó là rất nhiều bệnh nhân. Khoảng trên 60% người bệnh được chẩn đoán và điều trị. Trong số này thì chúng ta tận dụng mọi ưu đãi để có thể gọi là sao ta, dành dụng tiền đổ xăng hả Thanh Hùng? Những làn xe ken đặc cắn đuôi nhau kéo dài đến bất tận. Thật lòng yêu ai đến bây giờ.